Trên đường đi học về, cậu bé nhìn thấy một con chó đi lạc đường. Nó có vẻ đói và ủ rũ. Cậu bé thương tình nên tới gần và cho ăn bánh. Cậu bé nói: Cúng ơi, mày bị đói à? Nhà mày ở đâu? Lại đây, tớ cho ăn bánh nè. Cậu vuốt ve an ủi thì ngay lập tức bị con chó cắn vào tay. Cậu bé sợ quá, khóc và la lên. Rồi con chó chạy mất. Một bác đi đường nhìn thấy thì dừng lại hỏi han cậu bé rồi đưa lên xe. Vừa đi, bác vừa nói: Lần sau á, cháu không được chơi đùa với mấy con chó lạ, đặc biệt là chó đi qua nghe không? Vì biết đâu á, nó bị bệnh dại đó. Cháu nhớ rồi ạ. Bác lắc đầu, thở dài, rồi nhanh chóng đưa cậu bé tới trạm y tế gần đó. Tại trạm y tế, khi nhìn thấy vết thương, cô y tá lập tức dùng xà phòng và thuốc sát trùng để rửa vết thương cho cậu bé. Ngay sau khi bị chó hoặc mèo cắn, phải rửa vết thương bằng xà phòng, dưới vòi nước chảy liên tục khoảng 10 đến 15 phút. Dùng bông gòn lau khô và dùng dung dịch cồn 70 độ để sát trùng vết thương. Sau đó, phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tiêm phòng dại. Cô y tá nói: Rất may là cháu được đưa tới đây sớm. Cô sẽ tiêm phòng dại cho cháu. Nếu tiêm vaccine kịp thời và đủ liều lượng, cháu sẽ không sao hết, yên tâm nha. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, mỗi năm có khoảng 60.000 đến 70.000 người bị chết do bệnh dại. 40% trong số đó là trẻ em dưới 15 tuổi. Tại Việt Nam, trong năm 2016, đã có 91 ca tử vong do bệnh dại. Bệnh dại là một bệnh truyền nhiễm cấp tính, nguy hiểm do virus dại gây ra. Bệnh lây truyền từ động vật sang người, chủ yếu qua vết cắn của động vật. Người nhiễm virus dại, khi đã lên cơn dại, tỷ lệ tử vong gần như 100%. Virus dại có nhiều trong nước bọt của chó, mèo và động vật mắc bệnh, kể cả khi con vật chưa có dấu hiệu lâm sàng. Virus lây truyền chủ yếu từ nước bọt của động vật bị dại qua vết cắn, cào hoặc liếm vào da bị tổn thương của người. Da lành lặn không bị lây dại. Dấu hiệu bệnh ở động vật: khi phát bệnh, chó sẽ có biểu hiện điên cuồng, không ăn uống được, nước bọt chảy ra nhiều, bị liệt, chết sau 5 đến 8 ngày. Trong trường hợp này, không nên tới gần hoặc để trẻ em lại gần chúng. Mèo ít bị dại hơn chó. Khi bệnh thường buồn bã, tìm chỗ kín đáo để nằm hoặc kêu lu mờm, bứt rứt, nếu sờ vào lập tức bị nó cắn. Sau đó, bệnh nhanh chóng chuyển sang bại liệt và chết. Dấu hiệu bệnh ở người: sau khi xâm nhập vào cơ thể người, virus nhân lên và hướng tới hệ thần kinh trung ương. Virus di chuyển dọc theo các dây thần kinh, tiến tới tủy sống và não, phá hủy mô thần kinh, gây nên những kích động ở người bệnh. Thời kỳ đầu, khoảng 1 đến 4 ngày, bệnh nhân sẽ có biểu hiện như sốt, đau đầu, mất ngủ, có cảm giác ngứa, kiến bò chỗ vết cắn, lo âu, căng thẳng. Khi chuyển sang thời kỳ toàn phát, sẽ có triệu chứng đau nhức đầu nhiều, buồn nôn, chóng mặt, lo âu cực độ, sợ nước, sợ gió, ánh sáng, mùi lạ. Đối với người lớn thì thường tử vong sau 7 đến 10 ngày. Đối với trẻ em, tử vong chỉ sau 3 đến 4 ngày. Làm thế nào để phòng tránh bệnh dại? Đối với động vật, tiêm phòng bệnh dại bắt buộc cho chó, mèo mỗi năm một lần. Đeo rọ mõm, dây xích cho động vật bị bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Cách ly, theo dõi đàn chó, mèo đã tiếp xúc với con vật bị dại. Tiêu hủy chó, mèo mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh dại. Đối với người, tiêm vaccine phòng bệnh dại, đặc biệt với trẻ em và những người thường xuyên tiếp xúc với chó, mèo. Tới ngay cơ sở y tế để tiêm vaccine và theo dõi điều trị khi bị động vật nghi dại cắn. Phòng chống bệnh dại bằng chính hành động của bạn.